Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quanh năm kịch chiến, đảng vững mạnh thế nào cho được đây. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nói cho cùng cũng vây quanh hai chữ miếng ăn. Từ miếng ăn ấy mà dẫn đến tư duy chiếm dụng. Với Đảng Cộng sản, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm dụng dân tộc, chiếm dụng đất nước làm tài sản riêng cho họ. Họ không chấp nhận cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào chia phần với họ, không cho bất kỳ ai nói trái với ý họ. Cho nên đến nay họ vẫn chủ yếu dùng bộ máy công an, quân đội để mà tấn công mạnh vào những cá nhân có tư tưởng chính trị khác với họ. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 là lần ăn chia thứ 7 trong nhiệm kỳ 5 năm. Quyền lực luôn gắn liền với quyền lợi. Đảng Cộng sản luôn hô hào quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Nhưng thực sự Đảng Cộng sản đã có trách nhiệm với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước bao giờ chưa? Nếu có trách nhiệm với đất nước thì tại sao ông Phạm Văn Đồng lại ký công hàm 1958 công nhận Trung Quốc làm chủ đối với Hoàng Sa và Trường Sa? Nếu có trách nhiệm với dân thì tại sao họ lại dùng hàng triệu sinh mạng của dân tộc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954 cho đến tận năm 1975 để làm gì? Sự phân chia hai miền đất nước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã tạo ra sự khác biệt như thế nào thì bây giờ ai cũng đã thấy. Với Việt Nam, miền Nam mất, đất nước mất đi cơ hội vươn lên thành cường quốc. Việc hy sinh hàng triệu sinh mạng người dân cho cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu ấy chỉ mang lại quyền cai trị cho Đảng Cộng sản, còn dân tộc thì chịu mất mát vô cùng lớn. Sau khi Đảng Cộng sản thâu tóm được toàn bộ đất nước Việt Nam, khi thức ăn đã nhiều thì họ tranh nhau, giành nhau để mà ăn. Họ giành quyền lực, họ giành tài sản của dân, cả đất nước này phải nai lưng ra làm lụng để mà nuôi nhiều triệu đảng viên. Người dân phải đóng thuế theo luật pháp chưa đủ, dân còn phải đóng tiền cho bọn quan lại tham quan lớn nhỏ từ Bắc đến Nam để được chạy công việc. Thực sự Đảng Cộng sản là một vật ký sinh đang hút máu cả đất nước với hàng trăm triệu người dân này. Kỳ họp Quốc hội Việt Nam lần này chỉ là những cái gật đầu của Hội nghị Trung ương 7 đã quyết. Ngày nay Đảng Cộng sản đã yên tâm rằng sức phản kháng của người dân gần như không còn nữa. Bộ Công an đã bắt bớ gần hết những người dám nói thẳng, nói sự thật. Bộ Giáo dục sau bao nhiêu năm đầu độc người dân bằng giáo dục nhồi sọ thì nay người dân đã không còn sức phản kháng. Giờ đây các quan chức lại kịch chiến nhau để mà giành miếng ăn. Và cứ thế họ đánh nhau từ năm này sang năm khác. Nếu nói quan chức tại các nước dân chủ phải trổ hết tài năng để mang lại kết quả tốt đẹp cho dân thì mới có cơ hội tái trúng cử, thì quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải nịnh dân như vậy. Họ cứ thoải mái đạp lên đầu dân, cứ bóc lột nhân dân thật nhiều tiền để dâng lên cho cấp trên mua ghế là xong. Vì thế trong Đảng Cộng sản, quan chức không cần lấy lòng dân mà chỉ cần nịnh cấp trên, đạp cấp dưới và triệt hạ đối thủ, cạnh tranh nhau là thành công. Ở thượng tầng của Đảng Cộng sản, cứ mỗi 5 năm lại có một cuộc ăn chia rất lớn. Đó là mỗi nhiệm kỳ của Đảng, trong 5 năm nhiệm kỳ đó thì có khoảng 10 kỳ ăn chia nhỏ. Cứ mỗi nửa năm một lần, đó là những kỳ Trung ương Đảng họp hội nghị để tổng kết 6 tháng đấu đá. Sau khi Trung ương đã được thỏa thuận ăn chia xong thì Quốc hội họp rồi gật đầu những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trong hội nghị trước đó. Và gần 100 triệu người dân đã bị bỏ ra ngoài lề. Tốn tiền tỷ mỗi năm, Quốc hội chỉ có thể gặp nhau để mà gật đầu và nói nhảm. Vào ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã bắt đầu kỳ họp để bàn về những kết quả mà Hội nghị Trung ương thứ 7 đã quyết cách đó 5 ngày. Hội nghị Trung ương chỉ họp có 3 ngày, nhưng Quốc hội phải họp đến 22 ngày. Cho nên người dân Việt Nam lại phải chứng kiến những màn nói xàm của đại biểu Quốc hội trước nghị trường. Công tác nhân sự là vấn đề đầu tiên được Quốc hội họp bàn. Họ chỉ cần gật một cái hoặc hai gật là xong. Còn lại khoảng 20 ngày để các ông nghị thi nhau nói nhảm, để đốt thời gian, để thể hiện và đốt tiền của dân. Đấy là những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong Đảng Cộng sản. Cứ 5 năm đấu một trận lớn, trong 5 năm ấy lại đấu 10 trận nhỏ. Đấu xong lại họp mặt, ăn chia. Vậy thì làm sao Đảng Cộng sản có thể vững mạnh cho được đây? Đảng Cộng sản thực sự không vững mạnh. Họ yên tâm ngồi ghế cai trị bởi họ đã làm cho dân tộc mất hết nội lực mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin quanh năm kịch chiến, Đảng vững mạnh thế nào cho được. Trong chuồng đảng, đồng chí nọ bóp đồng chí kia, đồng chí oan vùng vẫy thoát thân
trải qua nhiều thế hệ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chiến nhau một cách tàn khốc. Vì quyền lợi và về quyền lực, vì quyền lợi vì miếng ăn, đồng chí này cũng triệt hạ đồng chí kia không thương tiếc. Theo như được thông tin được biết, trong Đảng không hề có sự công bằng. Kẻ bất tài nhưng giỏi nịnh hót luôn có cơ hội để mà leo cao. Còn người ngay thẳng, chính trực thì không có đất sống. Thậm chí trong những kẻ nịnh hót ấy cũng không công bằng. Kẻ nào nịnh hót giỏi hơn thì được sủng ái hơn. Cũng là phạm trọng tội nhưng đồng chí thì vào tù, người khác thì nhởn nhơ. Trong môi trường đa đảng, người ta sẽ cạnh tranh nhau một cách công bằng hơn. Người giỏi được trọng dụng, kẻ nịnh không có đất sống. Cho nên, trong một chính quyền đa đảng, người ta hạn chế việc chèn ép lẫn nhau, triệt hạ lẫn nhau. Nếu ai ra tay triệt hạ người khác, sẽ có pháp luật trừng trị. Nếu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam có được chút hiểu biết, họ sẽ không bị hàm oan bởi đồng chí của mình. Như trong sân chơi độc đảng. Tuy nhiên, ở hầu hết các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị ngộ độc học thuyết Marx Lenin, nên họ không nhận ra điều này. Ở thượng tầng, gần như không ai đủ lực để mà ngăn cản bàn tay tàn sát đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng. Cũng là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng kẻ thì bị tống vào tù như Ninh Cơ Thăng, còn kẻ thì nhởn nhơ như không lo chuyện gì xảy ra, cho dù là ông Tô Lâm từng dính vào các thương vụ Mobile Phone, mua AVG, đình đám một thời, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hay nói đâu xa, cũng là ủy viên Bộ Chính trị, cũng phạm tội vô cùng nghiêm trọng, nhưng số phận của Đinh La Thăng và Lê Thanh Hải hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau về số phận đấy là do cách chọn phe cánh khác nhau. Đồng chí nào ở phe mạnh thì bình an và thậm chí có quyền chèn ép đồng chí khác. Đó là luật chơi theo đúng nghĩa rừng rú, vì nó là luật chơi của kẻ mạnh, chứ không phải luật chơi của công lý và lẽ phải. Chuyện đồng chí này bóp cổ đồng chí kia là không hề hiếm trong đảng. Có người ví von rằng Đảng Cộng sản như là một cái lồng, nó nhốt các đồng chí trong một chuồng. Và đồng chí nào mang đầu óc hận thù, ghen ghét, thích chà đạp người khác, đó là những đầu óc độc hại bị nhiễm từ một chủ thuyết độc hại. Trong cái chuồng này, tuy các đồng chí hô khẩu hiệu đoàn kết, đại đoàn kết, nhưng đó chỉ là những lời sáo rỗng. Thực chất trong cái chuồng đảng này, các đồng chí chia làm nhiều phe phái lớn nhỏ, trải dài từ trung ương cho đến địa phương xa xôi nhất. Trong cái chuồng này, đồng chí mạnh sẽ bóp cổ đồng chí yếu. Nói chung là một màn đấu giá nhau loạn xạ. Vào ngày 17 tháng 5, báo Thanh Tra có bài viết xin nghỉ hưu sớm ra khỏi ngành để đòi công lý. Bài báo nói rằng vì quá bức xúc, tuyệt vọng với hành vi ngang ngược, bất chấp pháp luật và tình người của lãnh đạo quận Bình Tân, mới đây, hai người con trai cụ Nguyễn Văn Nhờ đã xin thôi việc để đòi công lý cho bản thân và gia đình. Được biết, vụ việc liên quan đến 8 hộ dân tại tổ 1, phường An Lạc, A, quận Bình Tân. Cùng một đại gia đình đang sinh sống ổn định 46 năm, bỗng dưng bị Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân ngăn chặn giao dịch và thu hồi 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thấy bị đồng chí ép oan, hai người con trai cụ Nhờ, một người là trưởng phòng văn hóa quận Bình Tân, và một người là thiếu tá công an thành phố Hồ Chí Minh đã xin thôi việc, xin ra khỏi ngành để truy đến cùng những tất khuất ngang ngược của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân trong việc vô cớ ngăn chặn và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình họ. Đoàn kết trong đảng chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng. Câu chuyện Thủ Thiêm là câu chuyện quan cướp nhà dân, còn câu chuyện này là câu chuyện quan lớn cướp của quan bé. Chế độ này từ lâu nó đã không công bằng, không những không công bằng giữa quan với dân, mà còn không công bằng giữa các quan với nhau. Thành phần người Cộng sản bị o ép nhiều hơn thành phần được ưu tiên, đó là sự thật. Bởi quyền lợi lớn thì chỉ có ít lấy giành lấy được. Lẽ ra số đông người Cộng sản bị o ép cần đứng dậy chống lại số ít lãnh đạo Đảng Cộng sản để đòi quyền lợi cho chính mình, thì họ lại chấp nhận bị cai trị. Chỉ một số rất ít dám làm như hai anh em con nhà cụ Nhờ kia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin trong chuồng đảng, đồng chí nọ bóp đồng chí kia, đồng chí oan vùng vẫy thoát thân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở từ bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.